Mùa hè đã đến với những cơn gió nóng dồn dập, vậy nên top 1 những vật dụng mà chúng ta phải mua chắc chắn là quạt mát rồi. Vừa tiện lợi, dễ dàng sử dụng, lại còn đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau nữa. Và ngày hôm nay thì tại MediaBát, chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người top 5 quạt mát đáng mua nhất trong mùa hè này. Nằm ở vị trí đầu tiên chính là chiếc quạt cây 5 cánh COEX 7315A. Với thiết kế màu sắc trang nhã như thế này thì chắc chắn là sẽ phù hợp với rất nhiều không gian sống trong ngôi nhà của bạn. Phần lồng quạt được thiết kế chắc chắn với những nan đan khít nên sẽ đảm bảo an toàn và cực kỳ dễ dàng cho chúng ta vệ sinh. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tùy chỉnh thay đổi độ cao của quạt sao cho phù hợp với mục đích sử dụng. Chiếc quạt này cũng được trang bị bằng điều chỉnh cảm ứng, cực dễ sử dụng trên thân quạt. Kèm với đó là một chiếc điều khiển từ xa giúp người dùng dễ dàng lựa chọn chế độ mong muốn. Quạt cây COEX CF7315A có công suất 50W, kết hợp 5 cánh quạt cho gió mát thổi xa hơn, tăng khả năng làm mát tối đa cho người dùng. Đặc biệt là chiếc quạt cây 5 cánh của COEX này sẽ rất thích hợp để sử dụng trong phòng ngủ bởi vì quạt có khả năng điều tiết lượng gió đồng đều, không gây ra tiếng ồn mạnh. Nhờ đó mà giấc ngủ của bạn sẽ được đảm bảo là yên tĩnh hơn. Thêm nữa là quạt sẽ còn có chế độ hẹn giờ trong vòng 4 tiếng nên sẽ rất phù hợp cho những giấc ngủ về đêm. Hiện nay, sản phẩm đang được bán tại MediaMart cùng cực kỳ nhiều ưu đãi hấp dẫn. Một chiếc quạt với thiết kế thanh lịch và hiện đại đem đến sự kết hợp hoàn hảo với nội thất trong căn nhà của bạn thì chắc chắn là không thể không kể đến chiếc quạt cây 5 cánh COEX CF7121D. Quạt cây COEX CF7121D có công suất là 48W, làm mát nhanh, tản gió đều, kết hợp 5 cánh quạt tạo luồng gió mạnh mẽ, trải rộng. Quạt có 3 tốc độ gió là thấp, trung và cao, đáp ứng nhu cầu làm mát khác nhau tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Chiếc quạt cây 5 cánh của COEX có khả năng điều chỉnh lượng gió đồng đều, không gây ra tiếng ồn mạnh. Cụ thể là độ ồn của chiếc quạt này ở mức dưới 50 decibel mà thôi. Chính vì thế nên Linh đánh giá đây chính là một chiếc quạt vừa thanh lịch lại vừa tinh tế trong không gian sống của gia đình bạn. Và một số đặc điểm nổi bật của em nó mà chúng ta có thể kể đến, ví dụ như sử dụng động cơ AC Moto giúp quạt vận hành siêu êm ái và tiết kiệm điện. Người dùng có thể tùy chỉnh độ cao của quạt theo mong muốn, bằng điều khiển nút nhấn và núm xoay đơn giản, dễ sử dụng cho cả người già lẫn trẻ nhỏ. Đối với những gia đình có trẻ nhỏ thì chiếc quạt này sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối bởi vì nan lồng quạt được đan rất khít, hạn chế tối đa việc các bé chạm tay vào quạt khi mà quạt đang hoạt động. Đứng ở vị trí số 3 là chiếc quạt cây điện cơ Vinowin QD400XMS, một chiếc quạt có độ bền cao, siêu uy tín, đến từ công ty điện cơ Thống Nhất, một thương hiệu đã có mặt lâu đời trên thị trường Việt Nam. Ngoài thiết kế gọn nhẹ và thanh mảnh thì chiếc quạt cây điện cơ này còn có điều khiển từ xa, vì vậy nên có thể sử dụng trong hầu hết mọi không gian, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến văn phòng làm việc. Quạt đứng Vinowin được trang bị sải cánh rộng đến 400mm cho mỗi cánh. Thiết bị này có khả năng làm mát nhanh chóng với sức tản gió mạnh, khác biệt hẳn so với nhiều thiết bị quạt điện khác. Với nhiều chế độ gió từ nhẹ, tự nhiên đến mạnh nhất, quạt đem đến cho người dùng khả năng điều chỉnh tốc độ gió dễ dàng chỉ với vài thao tác. Tùy theo nhu cầu riêng của bản thân mà bạn có thể cài đặt cho quạt các chế độ gió thổi khác nhau bằng núm điều khiển sau thân. Những gia đình nào mà có trẻ nhỏ thì hãy cân nhắc để sử dụng chiếc quạt này mọi người nhé. Bởi vì em nó có chế độ gió thoảng, giúp làm mát căn phòng nhẹ nhàng và kích thích giấc ngủ cho các bé. MediaMart đang khuyến mãi sản phẩm này với giá chỉ 799.000 đồng. Quý vị hãy nhanh tay mua em nó để nhận thêm rất nhiều ưu đãi khác chỉ có tại MediaMart nhé. Đứng ở vị trí số 4 là một chiếc quạt có khả năng làm mát siêu mạnh mà ngày hôm nay MediaMart muốn giới thiệu cho mọi người, chính là chiếc quạt cây Toshiba FLSA10HVN. Chiếc quạt đứng của Toshiba có thiết kế màu xám thanh lịch nên sẽ phù hợp với rất nhiều không gian sống trong gia đình của bạn. Đặc biệt là chiếc quạt này còn có hình dáng cao, thanh mảnh và có thể dễ dàng điều chỉnh nên chắc chắn là sẽ không tốn quá nhiều diện tích đặt để. Một chiếc quạt vừa có thể làm mát lại vừa giúp các bạn tiết kiệm không gian sống rất dễ dàng và tiện dụng. Cánh quạt được thiết kế 5 cánh độc đáo, đường kính quạt tới 400mm, giúp tạo làn gió trải rộng với góc đảo gió tới 85 độ, hỗ trợ quạt làm mát nhanh và đưa gió thổi xa hơn cho bạn tận hưởng cảm giác thoải mái, kể cả ở không gian có diện tích lớn. Đặc điểm nổi bật của chiếc quạt này là vận hành bằng động cơ DC, chính vì thế nên có thể tiết kiệm điện năng đến 45% khi quạt vận hành ở chế độ cao, còn khi quạt chạy ở chế độ thấp thì tiết kiệm đến 70%. Chính vì vậy mà chúng ta không cần phải quá lo lắng về vấn đề hóa đơn tiền điện cuối tháng nữa rồi. Tại MediaMart đang có giá khuyến mãi dành riêng cho mùa hè với hàng chục phần quà hấp dẫn đi kèm, quý vị hãy tham khảo ngay nhé!
Và vị trí cuối cùng trong top 5 của chúng ta ngày hôm nay chính là chiếc quạt cây công nghiệp Senco DCN1806. Và cũng chính vì là quạt công nghiệp, vì thế nên công suất hoạt động và các chi tiết của chiếc quạt này đều được nhà sản xuất trang bị rất khéo léo và vô cùng cẩn thận. Còn cụ thể như thế nào thì ngay bây giờ mọi người hãy cùng Linh tìm hiểu nhé. Đầu tiên là về ngoại hình của em nó, chúng ta sẽ có hai phiên bản là phiên bản cánh màu xanh và phiên bản cánh màu cam trẻ trung. Ngày hôm nay ở đây thì Linh đang có một chiếc quạt với cánh màu cam mọi người nha. Lồng quạt có khe hở nang quạt nhỏ, ngón tay người không thể chạm vào cánh quạt. Bên cạnh đó, chân quạt được thiết kế trụ vững, dù có bị nghiêng 10 độ cũng sẽ không bị đổ quạt. Thứ hai chính là về khả năng làm mát, và vì đây là quạt công nghiệp nên là khả năng làm mát cũng vô cùng đáng nể đấy nhá. Với công suất mạnh mẽ lên tới 65W, độ sải cánh là 43cm, 5 cánh quạt cùng 3 mức độ gió khác nhau. Bên cạnh đó, motor bạc thau cho phép quạt quay nhanh, chế độ gió thường ổn định và hoạt động bền theo năm tháng, giúp xua tan cảm giác nóng nực cho bạn và gia đình không gian thoáng mát. Với công suất làm mát đáng nể như vậy thì Linh thấy là chiếc quạt này sẽ rất phù hợp để đặt ở những nơi có không gian lớn, ví dụ như là nhà hàng, quán ăn, quán cà phê ngoài trời hay là văn phòng có đông người cũng rất là phù hợp nhé. Với cực kỳ nhiều những ưu điểm với độ bền cao như vậy, nhưng chiếc quạt công nghiệp Senco này lại có giá thành rất khiêm tốn, chưa đến 500k. Tuy nhiên thì đây sẽ chỉ là mức giá ưu đãi độc quyền chỉ có tại MediaMart mà thôi quý vị nhé. Vừa rồi thì Linh đã giới thiệu cho mọi người top 5 quạt mát đáng mua nhất trong mùa hè này. Đặc biệt là tất cả 5 chiếc quạt vừa rồi đều đang được giảm giá tới 43% tại MediaMart. Nếu như quý vị đã chấm sản phẩm nào rồi thì hãy đến ngay MediaMart và dinh ngay em nó về nhà nhé. Còn nếu như còn bất kỳ một thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm thì hãy gọi ngay tới số hotline 1900 6788 hoặc truy cập vào website mediamart.vn, thế giới điện máy.com. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu như quý khách hàng vẫn còn phân vân chưa biết mua chiếc quạt nào thì hãy liên hệ tới MediaMart theo hotline 1900 6788 hoặc truy cập vào website mediamart.vn, thế giới điện máy.com để chúng tôi được tư vấn cho quý khách hàng nhé.